Trả lời như thế cho bạn Lê Duy ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Đã thấy rõ chưa? Đã thấy rõ chưa? Các bạn khác thấy tôi trả lời có hay không? Nếu thấy hay đánh chữ. Bạn Lê Duy, bạn ấy có câu hỏi là dạ nhờ thầy hướng dẫn cách đặt tên một đề tài nghiên cứu chuẩn. Đấy. Thực tế như thế này. Khi chúng ta hỏi về cái điều này, chúng ta phải có một cái tư duy một chút, đó là mình đặt tên, đúng không? Thì nó sẽ có ba cái nguyên lý cơ bản về cái việc là đặt tên này nhé. Có thể là có nhiều hơn nhưng mà mình hiểu nôm na này như này, có ba nguyên lý cơ bản để đặt tên. Cái cách đặt tên thứ nhất là cách đặt tên kiểu gọi là chân chất ấy, tức là gọi là có cái gì thì mình nói cái đấy, có cái gì thì nói cái đấy. Thế thì các bạn mới làm nghiên cứu thì thường mình sẽ đặt tên theo cái hướng đấy. Để tí nữa tôi sẽ nói về cái cấu trúc để chúng ta đặt tên, đúng không? Có cái gì mình nói cái đấy. Đấy, cái thứ nhất, đúng không? Còn cái định hướng thứ hai thì các bạn thấy là thường người ta hay áp dụng cho các cái bài báo đấy, một số các cái bài báo hoặc là thậm chí cả luận văn. Đấy, thì người ta có thể đặt các cái tên mà nó gọi là ấn tượng và đôi khi nó sốc một chút. Đấy. Ấn tượng hoặc sốc một chút. Đấy, thì đấy là cái bao trùm ở bên trên nhé, tức là có cái gì báo cáo có cái gì mình nghiên cứu về cái gì thì mình nói cái điều đấy ở trong cái tên đề tài nghiên cứu này. Đấy, có giấy bút ghi lại nhé. Cái thứ hai là có một số trường hợp ấy thì người ta đặt tên theo kiểu hơi sốc một tí, gọi văn hoa sốc một tí, được chưa? Và nó có một cái nguyên tắc, thực ra thì nó cũng không phải là quy định gì đâu. Đấy. Nó không có quy định quá chặt chẽ về cái việc đấy. Nhưng mà người ta thường khuyên là gì? Là cái tên đề tài nghiên cứu thì các bạn không nên để quá 35 từ. Đấy. Có ba cái thứ chung nhá. Đấy, ghi lại này, các bạn có giấy bút thì ghi lại này. Cái thứ nhất ấy, là có cái gì thì mình làm cái đấy thì tí tôi sẽ nói này. Cái thứ hai là đôi khi là mình có thể văn hoa, đấy, một số trường hợp thì họ có thể văn hoa, họ đặt tên ví dụ như là một cái câu hỏi gì đấy hoặc là một cái gì đấy nó sốc nó lạ gì đấy để nó gây ấn tượng, nên mọi người nhìn thấy cái người ta muốn quan tâm đến cái nội dung đấy, kiểu thế. Và cái thứ ba nữa là nhớ cái con số 35 nhé, 35 từ, 35 từ, không nên đặt quá dài trên 35 từ. Đấy, thì đấy là nguyên tắc thứ nhất. Thế còn đến nguyên tắc mà có cái gì báo cáo cái đấy, hay người ta gọi là cái điều cơ bản nhất để chúng ta có thể đặt tên một cái đề tài nghiên cứu, thì chúng ta cần phải lưu ý là một cái đề tài nghiên cứu tốt là một cái đề tài nghiên cứu mà khi mà người khác họ đọc vào ấy thì họ cần phải hiểu được là các bạn làm cái gì trong nghiên cứu này. Đấy, các bạn làm được như vậy thì là cái tên đề tài của các bạn nó sẽ chuẩn. Và cái để mà làm cái điều đấy thì các bạn nhớ có 4 cái chữ V kép, có 4 chữ V kép nhé. V kép thứ nhất là what, V kép thứ hai là who, V kép thứ ba là where và V kép thứ tư là when, đúng không? What là các bạn nghiên cứu cái gì, hay chính là cái vấn đề nghiên cứu của các bạn, đúng không? Nghiên cứu cái gì, đúng không? Cái gì này. Hay chính là cái vấn đề nghiên cứu nhé, vấn đề nghiên cứu này. Cái thứ hai là who, là cái đối tượng nghiên cứu của các bạn ấy nhé, đối tượng. Hay nó chính là study population đấy, được chưa? Cái where là nghiên cứu ở đâu. Và cuối cùng when là khi nào. Đấy, chúng ta phải cho yếu tố thời gian vào nữa. When là khi nào. Đấy. Tôi trả lời như thế cho bạn Lê Duy ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Đã thấy rõ chưa? Các bạn khác thấy tôi trả lời có hay không? Nếu thấy hay đánh chữ hay cái, thấy dở đánh chữ dở cái, thấy không đâu vào đâu thì góp ý cái để tôi biết. Hả? Đúng rồi, các bạn đang xem livestream rồi. Tôi trả lời thế được không nhỉ? Đấy, nguyên tắc đặt đấy. Nguyên tắc đặt câu đặt tên đề tài nghiên cứu đây, chuẩn đấy. Đâu rồi? Không ai phản ứng gì à? Cho các bạn thấy hay thì đánh Các bạn thấy thôi, đánh dễ nhỉ, đánh số 1 cái các bạn thấy hay, đánh số 1 cái để tôi biết là tôi giúp được gì đấy cho các bạn, thì không thì thôi hả. Nhá. Đấy là cái điều cơ bản nhất, đúng không? Điều cơ bản nhất. Rồi, ok. Có một bạn bảo là ví dụ tên đề tài, dễ đấy mà, ví dụ tên đề tài. Các bạn mà học cái lớp mà nghiên cứu khoa học trong ngành y ở đây, trong lớp này có bạn nào học lớp đấy không nhỉ? Học cái lớp nghiên cứu khoa học trong ngành y, vào đấy có mà hàng tỷ cái đề tài luôn. Đấy. Các bạn trong lớp ấy, sẽ có cả tỷ cái đề tài luôn. Đấy, cho xem luôn nhé. Nhiều lắm. Một cái đơn giản nhất đấy nhé, cho xem cái đơn giản nhất. Đấy. Cho xem cái đơn giản nhất. Đấy, nhìn chung là các ông bây giờ phải học từ cái đơn giản. Chứ còn làm những cái đề tài kiểu loằng ngoằng ấy, thì là nó không đâu vào đâu cả. Đơn giản thôi. Đấy, bắt đầu từ cái điều đơn giản. Đấy. Ví dụ này. Cái này tôi dạy ở trong lớp vừa dạy hôm vừa rồi đây này. Đấy, ví dụ nhá. Đấy. Tình trạng cao huyết áp hay là tình trạng tăng huyết áp. Bây giờ người ta dùng là tăng huyết áp, tôi sửa nhá. Tôi sửa là tăng huyết áp cho nó tăng huyết áp đây. Đấy. Đơn giản nhất là chỉ này thôi, đúng không? Tình trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại Hà Nội năm 2022, đúng không? Các ông thấy hay không? Đấy. Phương Thảo gì đó. Đấy thì để nhân tiện đấy tôi phân tích cho các bạn what who where when nhé. Đấy, what who where when nhé. Đấy. Ở đây này, cái này là gì? Cái này là gì? Đố các ông biết đấy. Tương tác với tôi tí nào. Cái này là gì nhỉ? Cái này là gì? Vừa dậy xong này. Cái này là gì nhỉ? Đánh lên cái nào. Đúng rồi. Đấy. Dậy phát là ra vấn đề luôn, đúng không? Đấy, cái này là what này. What tức là nghiên cứu về cái gì đấy. Tôi nghiên cứu về tăng huyết áp rồi chưa? Đúng không? Đấy. Who. Đấy. Who ở đâu? Who là người cao tuổi này. Cái này chính là who này. Đúng không? Đấy. Who là người cao tuổi đấy, được chưa? Đấy. Hà Nội là where đấy, where đấy nhá. Đấy, where này. Đấy. Còn năm 2020 là when, đúng không? Đấy. When, đấy, when, được chưa? Đấy. Và tôi còn phân tích rõ cho là gì? Là cái outcome là gì? Là tăng huyết áp, đúng không? Đấy. Và để mà chúng ta làm được một cái nghiên cứu nhá, để chúng ta làm một nghiên cứu, thì cái điều cơ bản nhất là chúng ta cần phải xác định được vấn đề nghiên cứu. Mà vấn đề nghiên cứu của các bạn sẽ cần phải định nghĩa được. Và các bạn cần phải đo lường được. Định nghĩa được và đo lường được. Đúng không? Ở đây biến tăng huyết áp. Đúng không? Chúng ta sẽ đo huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu. Chúng ta có cái máy đo huyết áp ấy. Đúng không? Đấy, sau đó thì mình sẽ sử dụng các cái ngưỡng, các cái hướng dẫn. Đúng không? Để sau đó mình tính ra xem là có tăng huyết áp hay không tăng huyết áp. Đúng không? Đấy, dùng cái ngưỡng thường người ta sử dụng cái ngưỡng là huyết áp tối đa lớn hơn bằng 140 hoặc là huyết áp tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 90 đấy, đúng không? Đấy. Một số bạn còn cầu kỳ là phân ra thành nam và nữ, đấy, kiểu thế, đúng không? Dù gì đi chăng nữa chúng ta cần phải có cái định nghĩa để mình xác định ra cái ngưỡng để mình xác định là có hay không, đúng không? Đấy có thể đấy là gì? Đấy là mình định nghĩa được nó này và mình đo lường được nó này, đúng không? Và đối tượng nghiên cứu chúng ta cũng phải rất là rõ ràng, đúng không? Đối tượng nghiên cứu là người cao tuổi. Mình có thể định nghĩa được người cao tuổi, đúng không? Người cao tuổi là cái người có cái độ tuổi từ bao nhiêu trở lên ấy, thì gọi là người cao tuổi, được chưa? Đấy, đấy là đối tượng nhá. Thế còn giả sử như là các bạn muốn xem thế giới nó làm như nào không nhỉ? Các ông có muốn xem thế giới nó làm như nào? Nhân tiện này tôi chia sẻ hết luôn. Các ông có muốn xem thế giới làm như nào? Muốn xem thế giới đánh số 1 cái. Có một cái mấy ông xem livestream lười tương tác ấy nhỉ. Đây. Đấy nhá, các ông nhìn thế giới nó làm này. Để tôi vừa nói đấy có khác gì đâu. Này. Để ông nhìn đấy này nhá. Này, prevalence of comorbidity. Đấy. Cái này là gì không? Cái này là gì? Vừa dạy xong này. Prevalence of comorbidity, cái này là gì nhỉ? Cái này là gì nhỉ? Cái này là who, what hay là when nhỉ? Ông trả lời thế xem nào. Đó. Cái này chính là Cái này chính là watt đấy nhá. Đấy, cái này chính là watt đấy. Cái này là gì? Là người ta tìm ra cái tỷ lệ mà gọi là các cái bệnh đồng mắc đấy. Comorbidity là bệnh đồng mắc đấy. Nếu mà bạn nào chưa biết tiếng Anh thì là cái comorbidity là bệnh đồng mắc nhé. Đấy, cái này chính là watt này. Đấy. Để tôi hỏi tiếp này. Thế cái among type 2 diabetes patient này, chúng ta nhìn thấy patient này. Đấy. Từ đây sang đây này, cái này gọi là gì? Cái này gọi là gì nhỉ? Cái này gọi là gì các ông ơi? Vừa dậy xong ấy. Trả lời cái này là gì nhỉ? À, đúng rồi, nó là WHO ấy, nó chính là WHO đấy. Chính là đối tượng nghiên cứu đấy, thấy chưa? Đấy. Que đúng không? Đấy. Các bạn thấy que này, que là ở cái bệnh viện, đấy, bệnh viện nghiên cứu ở trên cái cơ sở là bệnh viện nhé. Đấy. Hospital based study là dựa trên số liệu bệnh viện. Đấy, các ông hiểu không? Đấy. Thì cái này là cái cách họ lấy thôi. Nên hầu hết chúng ta đây làm ở trong bệnh viện đúng không? Đấy, thì mình lấy số liệu bệnh viện ấy, ý là thế. Thế vì sao người ta nói cái từ là hospital based study và population based study để nó phân biệt ra là gì, là những cái nghiên cứu mình làm ở trong bệnh viện ấy thì cái nó có một cái vấn đề liên quan đến cái sai số. Đấy, nó có cái sai số lựa chọn. Đấy. Các bạn nào có giấy bút thì ghi vào nhé. Đấy, sai số lựa chọn là một cái vấn đề rất là quan trọng. Cái sai số lựa chọn nó khiến cho cái kết quả của mình ấy, cái kết quả mà mình phát hiện được ấy, là nó bị biến dạng, nó không đúng nữa. Vì sao như vậy? Bởi vì là những cái người mà thường họ có các vấn đề thì họ mới đến bệnh viện, cho nên là cái xác suất mà họ bị cái vấn đề đấy ở bệnh viện nó sẽ cao hơn so với lại cái cộng đồng ngoài kia. Đấy. Nên lưu ý chuyện đấy. Và đặc biệt là gì? Các cái bệnh viện ở tuyến càng cao, ví dụ như là các bệnh viện ở tuyến xã đúng không? Xã phường là trạm y tế đúng không? Thì là cái bệnh họ đến với chúng ta là nó gần giống với cộng đồng. Nhưng lên đến tuyến huyện phát là gì? Là nó đã nặng hơn rồi. Đến tuyến tỉnh nó đã rất nó nặng rồi. Và đến tuyến trung ương này, thường một số bệnh mà khi mà họ đã lên đến tuyến trung ương là những cái bệnh là lúc đấy là nó bệnh rất là nặng rồi, bệnh mãn tính rồi, bệnh kiệt quệ rồi. Kiểu như vậy. Cho nên khi mình làm ở tuyến trung ương đúng không, thì là cái vấn đề nó tự nhiên nó rất là nghiêm trọng và cái tỷ lệ mà nó bị cái vấn đề này nó rất là cao. Cho nên là cái số liệu nó bị sai lệch, bị sai lệch đúng không? Thế thì đấy là tôi giải thích cho các bạn hiểu là vì sao tôi viết cái từ này. Và nó cái từ này thì đối ngược với cái từ này nó có cái từ nó gọi là population base. Population nhé. Population base. Tức là gì? Tức là mình lấy số liệu dựa trên cộng đồng, tức là mình thu thập số liệu ở trong cộng đồng. Thế thì khi mình thu thập số liệu trong cộng đồng thì cái mình sẽ phát hiện ra cái vấn đề nó sát với thực tế hơn. Đấy. Sát thực tế ở cộng đồng hơn, đúng không? Đấy. Tất nhiên là có những cái trường hợp thì mình không thể lấy được trong cộng đồng này, thì nói đi nói lại có những cái bệnh ấy, thì mình không thể nào lấy ở cộng đồng được, bởi vì đôi khi là ở trong cộng đồng thì cái xác suất mà phát hiện ra những trường hợp đấy nó rất là thấp. Đấy, thì lúc đấy mình phải làm trong bệnh viện. Đấy, còn có những cái trường hợp, có những vấn đề mà mình muốn giải quyết vấn đề trong cộng đồng mà mình lấy số liệu trong bệnh viện sau đó để mình giải quyết vấn đề trong cộng đồng thì là nó lại bị sai. Đấy, nói đi nói lại như vậy. Và đây chính là gì? Đây chính là que, là tại cái huyện này ở Bangladesh. Đấy. Thế còn ở đây nó đang thiếu cái gọi là quen thôi. Đấy. Thì thường là gì? Nếu mà giả sử như là cái vấn đề này nó không quá ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian thì người ta không nhất thiết để đề cập cái when ở trên cái tiêu đề này nữa, được chưa? Đấy. Rồi thì đấy là các bạn, tôi đã cho các bạn biết được về lý thuyết này, sau đó là xem cái thực tế nếu mà giả sử như cách tiếp cận ở Việt Nam như thế nào này, và cho các bạn xem một cái bài báo mà người ta tiếp cận ở thế giới như thế nào và trong cái bối cảnh là bệnh viện đúng không? Nó tương đồng với các bạn. Rồi. Ok, đấy hay không nhỉ? Hay đánh số 1 cái. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.